ngón tay ươm tình đắm say, ngón trái tim em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay da hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón cái bên su ta trong tình đôi, ngón dấu yêu giờ tiếng tơ em đêm, ngón tay ghé tình yêu mình. Ôi ngón nào xinh xinh, tay ai vừa đeo nhẫn lòng sao cứ bâng khuâng biết
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với màn chào sân và chắc là quý vị đã nhận ra cái sự duyên dáng xinh đẹp và đáng yêu của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Xin được chào cô ạ. Chị Mỹ chào Nguyên Khang. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả đang ngồi xem tại phim trường và quý vị đang xem chương trình. Một lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Dạ. Thật ra là Nguyên Khang rất là muốn xưng chị để thứ nhất là tại vì chị Thoại Mỹ rất là trẻ. Và thứ hai nữa là, nhưng mà em sợ là tại vì nghe cái chữ nghệ sĩ ưu tú á, cho nên là em không phải xưng cô. Thì không biết là ý của chị Mỹ sao. Chị thôi, chị đi. Chị đó nha, vậy em xin rước chị xuống dưới. Thưa quý vị, một chào bắt tay cho nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chị ơi, cái bài hồi nãy tên là Mười Ngón Tay Ngoan hay là Mười Ngón Tay Yêu? Mười Ngón Tay Yêu hả? Trời ơi, hồi nãy nha, cái đoạn Nguyên Khang thích nhất là cái đoạn mà đá luôn nheo, nháy mắt nữa. Hồi nãy Minh Lâm ngồi dưới Nguyên Khang nói, trời ơi, chị Mỹ đẹp quá. Cái bài Mười Ngón Tay Yêu này nó có gắn gì với cái câu chuyện của chị không, mà trong cái màn chào sân chị quyết định chọn ca khúc này? Thật ra thì cái bài Mười Ngón Tay Yêu này á, là Thoại Mỹ hát cách đây mười mấy năm rồi. Và đây cũng là một cái cột mốc, một cái kỷ niệm của Mỹ. Sau những cái tai nạn không đi hát được, nào là bị hư giọng, rồi nào là bị mổ xẻ cái khớp gối nhiều lần, cho nên là tưởng chừng là sẽ không đi hát được. Nhưng sau đó nghỉ một thời gian rất dài để mổ chân, mổ ruột, rồi điều trị dây thanh quản, rồi tập vật lý trị liệu hàng ngày lại suốt trong vòng một năm mấy, gần hai năm. Thì sau đó thì trong lúc ở nhà thì mình thường nghe nhạc cái này cái nọ, cho nên là cái bài hát đầu tiên trở lại, khi mà đến với sân khấu trở lại thì Thoại Mỹ hát cái bài này. Lúc đó Thoại Mỹ cũng không biết là cái bài này là nó ấn tượng với mọi người, nhưng mà khi đi tới đâu bước ra là cứ được khán giả kêu mười ngón tay yêu đi, mười ngón tay yêu đi. Mình về mình suy nghĩ, hay là cái bài này mình được khán giả thương quá cái bài này, cho nên là ai cũng nhắc tới cái bài này. Cái đó là một điều rất hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cái người nghệ sĩ thứ hai sẽ bước ra sân khấu để chào sân. Hãy cùng hướng mắt lên sân khấu và dành một tràng pháo tay được cổ vũ quý vị nhé. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy đang chào cửa giường em đã qua kính từ hôm nào, tôi dắt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sông rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ. Nhà của em sao trưa nhâm tanh, trong gió lạnh chiều đông bông qua dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Nhưng khi tôi đến nơi thì em
em đã dọn nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng vườn xưa như nỗi buồn man mác. Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho lạnh lâm gió đông ơi. Tôi nhổ sào cho nghe chiều trôi xuôi, lòng nắng triệu một nỗi sầu tê tái. Tôi ngồi yên sao lái, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ vườn xưa. Hỡi ơi, con sóng phụng nghiệp chảy ra mãi ngã, thì lệ của tôi cũng lại lãng muôn dòng. Có ai biết được tâm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bài. Sông sâu mơ lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Thưa quý vị, vừa rồi là Tình Anh Bán Chiếu với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin mời anh. Anh ơi, xuống đây tụi em mua chiếu cho anh. Lên xe đây này. Xuống em đây mua, đây. Em mua chiếu cho anh. Ơi, anh nói chiếu này không bán mà em mua chiếu cho anh nha. Đây anh bán nhiêu anh? Em nằm nè, em không nằm chiếu đâu mua. Không, bây giờ nhưng mà chiếu của anh em sẽ nằm. Có nghĩa là chị Thoại Mỹ muốn đem 10 ngón tay á. Ở bên đây có 6 người mà anh mang ra có một đôi chiếu, là có một chiếc chiếu rồi anh bán ai nhịn ai nằm. Mình nằm chung anh. Nằm chung cho nó ấm em ơi. Mùa đông sắp tới rồi anh Thang. Trời ơi. Nhìn cái thân mà bước ra bán chiếu. Dạ. Ôm về cho nó che chắn bớt. Trời anh ơi, một cái màn trình diễn xuất sắc, bài hôm nay là Tình Anh Bán Chiếu phải không anh? Dạ. Trời, em nghe là biết liền luôn, mặc dù em ít coi cải lương mà em nghe là biết liền luôn, bài đó quá nổi tiếng à. Nhất là cái câu giọng cổ đầu tiên á, cái câu đó là hầu hết ai đa phần mà mê cải lương cũng đều thuộc hết. Em thuộc không nè? Để hát đại đi, hát đại đi, hát đại đi. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào vậy đúng không? Xuống em cổ đàng hoàng, xuống cổ đàng hoàng. Thôi em hát là khán giả rồi liền. Em khoái đâu là gì, chiếu này tôi không bán đâu. Anh ơi, cái vở này là anh đã diễn bao nhiêu năm rồi? Và cái lần đầu tiên anh nhớ anh bước lên sân khấu anh diễn cái vở này là ở sân khấu nào không anh? Quay video. Dạ. Yeah. Là quay chung với lại chị Tài Linh. À, chị Tài Linh. Còn cái bài này là một cái bài giọng cổ của Ba Bảy Diễn Châu. Ngày xưa nó tới 6 câu lận. Nhưng mà sau này thì nhiều cái biến đổi đó. Thì các nghệ sĩ chỉ ca còn 4 câu, rồi sau đó còn 3 câu. Giờ là hồi nãy là anh ca có 3 câu đó. 3 câu đó hả? Ừ. Mà hay quá, ghiền quá quý vị. Bây giờ nghe vậy thật sự là chưa có đã, chưa có phê. Mà bây giờ nha quý vị, anh bán chiếu giờ đâu còn bán chiếu nữa. Anh bán chiếu giờ đi bán cà phê rồi. Em là bán hàng của anh bán chiếu luôn à. Dạ. Anh cho em hỏi là khi mà anh hát ở trên sân khấu thì cái kỷ niệm anh nhớ về là gì anh? Cái bài này thì rất là nhiều người hát rồi, nhất là nghệ sĩ ông Du Hoàng giọng cổ Úc Trà Ôn hát. Dạ. Thì sau này như là Vũ Linh nè, hoặc là chú Hai Minh Dương nè cũng có hát. Rồi sau này là có Võ Minh Lâm cũng có hát bài này nữa nè. Thật sự mà nói cái bài này nó là một cái bài kinh điển rồi. Nếu như ai đã từng bước chân vào với lại sân khấu cải lương và đờn ca tài tử thì chắc chắn rằng ít nhiều cũng sẽ biết bài hát này. Một câu, hai câu hoặc sáu câu. Còn đối với riêng với Long thì Long chỉ mới biết là hát làm sao nó tình cảm, cho nó ngọt ngào, có một cái gì đó của cái anh bán chiếu này dành cho cái cô gái đó thôi. Em nhìn thấy cái ánh mắt của anh mà đứng nhìn xa xăm là thấy thương dễ sợ. Có nghĩa là nhìn như là bán chiếu mà bị ế vậy đó. Ế đó. Là phải mua. Đó. Nhất định là phải mua. Không biết là Yến sao Yến? Em thấy hả? Không? Em thì thấy giống như là anh này anh bán chiếu mà anh không tập trung vào chuyện bán chiếu. Anh mà tập trung nhớ cô kia không mà. Cho nên lý do sao anh ế là vậy đó anh. Em ơi, nếu như anh bán chiếu đó. Dạ. Ngày xưa là chiếu có 1m8 mà. Mà nếu như bán cho em, anh không biết anh làm chiếu mấy tấc, mấy tháng, mấy thước cũng được. Em là phải ghép hai chiếu lại nằm ở vừa anh. Chứ giờ chiếu này xem mà lọt giò, lọt cẳng kỳ lắm á. Không, cuốn em lại luôn không được. Cái bộ đồ này á, nếu mà nói mà đây là một cái bộ đồ nó rất là đơn giản. Dạ. Nhưng nó là cái bộ đồ đã đem lại cho Long rất là nhiều tiền. Từ cái bộ đồ này đó. Thưa quý vị, như vậy ông Hoàng đã quay trở lại
Và rõ ràng ông Hoàng đến đá rất nhiều nha quý vị. Ông lấp lánh, nhờ bán chiếu mua được nhiều hộp. Dễ sợ quá trời hộp luôn. Khi mà anh bước chân vào cái con đường cải lương này á, thì ngay từ nhỏ là do anh theo cha truyền con nối, tức là theo nghiệp của gia đình, hay là do anh đam mê nên anh tự đi theo cái nghề này anh Kim Tử Lâm? Không có, anh không có cha truyền con nối. Mà tự nhiên rồi mình có duyên với nghiệp tổ á, thì dẫn dắt anh đi theo cái con đường ca hát thôi. Chứ còn gia đình anh ba anh làm thầy đông y thuốc bắc, còn mẹ anh là nội trợ thôi. Rồi nguyên cái dòng họ anh ôn lại không có ai đi theo nghề ca hát hết. Vậy là nguyên nhà anh, dòng họ anh không có ai làm nghệ thuật luôn? Không ai làm nghệ thuật hết. Đặc biệt ha, như vậy có nghĩa là cái sự say mê của anh ấy chắc chắn là phải đến từ một cái duyên cớ nào đó. Hồi nhỏ lúc mà khoảng 12, 13 tuổi là anh thích ca nhạc thôi. Anh ca nhạc mà đặc biệt là anh ca nhạc nước ngoài nhiều lắm. Em rồi Modern Talking. Anh còn làm ảo thuật nữa em. Ủa, anh nhiều nghề nhiều tài. Nếu như anh Kim Tử Long là anh đam mê, anh theo cái nghề này, còn chị Mỹ thì sao chị Mỹ? Chị thì may mắn hơn một chút là chị có chị Thoại Miêu là người chị ruột thứ năm trong gia đình của chị. Hồi nhỏ thì gia đình nghèo khổ lắm, cho nên là được chị là cứ cuối tuần là cho đi đi theo chị, đi theo anh hát. Tới một bữa đó là có một cái vai em bé là bị bệnh không hát được. Thì hồi xưa mà mỗi đêm phải mỗi hát, cho nên là chị Miêu hỏi là dám hát không? Hô dám. Nói chung là coi hoài riết là thuộc mà. Rồi nhảy lên hát, vợt xong nhảy lên hát thôi. Trời ơi, gan dễ sợ. Nhảy lên hát xong rồi cái vô cái Mỹ nhớ hoài, lúc đó Mỹ mới 11 tuổi thôi. Lúc mà đặt tên đó thì không biết là đặt tên gì. Cái chị Miêu nói thôi chị Miêu là Thoại Miêu, thì thôi đặt là Thoại Mỹ luôn đi. Hát với cô Lệ Thủy xong một cái lớp đó, cái vô cô Lệ Thủy nói với chị Miêu đó, chị thấy em cho nó đi học được á, nhỏ này nó có triển vọng đó, về cho nó đi học ca đi. Cái là bắt đầu từ ngày đó về là chị Miêu cho Mỹ đến thầy Út Trong, là người thầy đầu tiên đã dạy cho Mỹ từ nhịp nhàng, từ bài ca nhỏ cho tới bài giọng cổ. Rồi học được đâu khoảng 2 năm. 2 năm thì nhà hát Trần Hữu Trang á, thì mở cái khóa đào tạo. Thì lúc đó chị chưa có đủ tuổi, Mỹ chưa có đủ tuổi được thi tuyển vô. Nhưng mà cũng xin là giống như là con em nghệ sĩ thì chăm chế chút. Thì thi vô thì là lọt vào đôi mắt của ngoại bảy Phùng Há. Cho nên là, và ban giám khảo, cho nên là Mỹ được tuyển vô và học mấy năm chung với Long nè. Hai anh em hai học chung 3 năm chung anh ha. Học 3 năm rồi ra trường cùng một lúc luôn. Vậy có nghĩa cũng là thanh mai trúc mã, cũng học chung người trường với nhau. Nhưng mà chị này, thường khi mà vào vai, thường người ta thích vào những cái vai hiền lành, thánh thiện, có số phận để khán giả thương. Em có theo dõi chị, em thấy chị thường vào những cái vai độc, lẳng, rồi kiểu mà vai nó phản diện. Tại sao vậy chị? Cái đó là cơ duyên nào đưa chị đến những cái vai này? Thật sự là khi mà học trong trường á, thì vai nào mình cũng được học hết á. Hỷ nộ ái ố gì mình cũng được học hết. Đó, nhưng mà khi mà ra đó thì thật sự bản thân Mỹ thì Mỹ thích đóng cá tính hơn. Là tại vì nó có nhiều đất diễn hơn. Dạ, đúng rồi. Đó, nó có nhiều đất diễn, và còn Đào Chánh, Đào Mùi thì nó chỉ là một chiều thôi. Tuy rằng là có những vai đó là nó cũng sẽ để lại ấn tượng rất là nhiều. Tại vì vai khổ, vai hiền lành thì được người ta thương, người ta thích rồi. Nhưng mà diễn vai cá tính á, thì mình phải nặng hơn một tí, là mình phải vừa diễn mà phải ra cái vai. Mà ra cái vai ác á, vai lẳng, độc này kia nọ thì sẽ bị người ta ghét. Rồi sau đó thì mình phải tìm cách, một cách gì đó để mà mình lấy lại cảm tình với khán giả. Mỹ thấy là mọi người thì thích Mỹ đóng vai cá tính nhiều hơn. Dạ, trong đó có em à. Dạ, em hợp với cô mà, đúng không? Hợp với cô Yến mà. Mê lắm luôn á. Bây giờ cô Yến mà đóng vai tắm mà ai thương. Mình phải đóng vai cám, nhiều khi người ta lại nhớ, đúng không? Đúng không Yến? Dạ, mặc dù em mặc áo dài trắng nhưng em vẫn thích thích vai phản diện à. Em thích vai phản diện. Tấm lòng của em. Làm khó Yến. Vậy là em là em của chị. Dạ, em mê chị. Sao lắm? Dạ, em mê chị lắm. Ý làm sao? Anh đừng làm khó Yến. Bởi vì mà nếu cứ giao cho Yến vai tắm thì khán giả cũng không có tin được. Không tin được đâu. Nhiều khi vai giao vai Yến là cám hoặc là mẹ cám thì người ta sẽ tin. Dạ, hôm nay mình chú hay chọc vào hai nhân vật chính này, chứ đừng phải đại hội bóng phốt à. Dạ. Trở lại với lại chị Mỹ. Chị Mỹ, bây giờ giả sử như nếu như mà nhìn vào ống kính, để thể hiện hai vai khác nhau. Có một lớp diễn mà Thoại Mỹ cũng đã để lại trong lòng khán giả. Đây là một vai vai Thu trong vở cải lương của tác giả Hoàng Song Việt. Đó là vở Duyên Kiếp. Lúc đó là Thoại Mỹ đóng cái vai người vợ lớn mà không có con được, không có con để nói dối. Cái lớp diễn đó là giống như là mình không có con được thì mẹ chồng mới cưới vợ khác cho chồng mình.
thì mình vẫn nghĩ mình ghen nhưng mà mình không dám nói, tại vì mình chưa có làm điều đó được cho gia đình chồng. Thì mình vẫn ghen, rồi đến một lúc nào đó thì mình thấy là chồng mình càng lúc càng yêu cô vợ nhỏ, thì mình tìm cách để mà cho cô này đi, để mà mình ở lại, để mình chiếm trọn cái tình cảm. Thì khi mà mình đang nói chuyện nhỏ nhẹ với cô đó, tìm cách để mà cho tiền cổ ra đi, thì cổ buộc miệng cổ nói là cổ đã có thai rồi. Thì lúc đó là bao nhiêu coi như là cái tâm lý nó khủng hoảng lắm. Mình vừa khủng hoảng cái cuộc sống hiện tại là mình bị dằn vặt, mẹ chồng mình dằn vặt, chửi bới, rồi chồng mình thì khùng khùng, điên điên, rồi mình lại không được chồng yêu thương. Đó, trời, cái nó vừa ghen rồi vừa giận, nó đủ thứ hết. Khi mà biết cô này có thai rồi, thì mình nghĩ lúc đó là không phải do chồng mình điên mà mình không có con được, mà là do bản thân mình rồi. Chồng mình vẫn làm được điều đó, nhưng mà là mình bất lực, mình không, là người phụ nữ không sanh con được. Thì lúc đó bao nhiêu cái cao trào đó giống như là em thương chị, em đi đi, chị sẽ lo cho em hết tất cả đó. Chị sẽ lo mồ mả của ông bà của em nè, chăm sóc cho chị của em, chị sẽ cho em một số tiền lớn, em đi 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 giùm chị, miễn là em đi thôi, còn ở đây á thì ảnh để chị lo, mẹ để chị lo, em đừng sợ nha, em phải ra đi liền trong đêm nay, đi đi. Em cảm ơn chị, nhưng mà thật sự chị ơi, em đã có thai rồi chị à. Gì? Có thai? Dạ. Cô nói sao? Cô có thai rồi hả? Nếu mà cô có thai thì tức là tôi... Không. Ông trời ơi, ông nỡ nào ông đối xử với tôi như vậy được chứ? Nếu mà cô ta có thai thì tức là... Không. Không. Tại sao vậy? Tại sao cô nói với tôi là cô có thai? Câm miệng lại. Cô có thai rồi chứ gì? Muốn giành giật hạnh phúc của tôi phải không? Muốn ở lại đây để chiếm đoạt hạnh phúc của tôi phải không? Không thể nào được. Cô phải đi. Tôi phải giết chết cô. Tôi phải giết cô. Tôi giết cô. Em hư lắm nha, em để có thai nha. Em giết thôi em ha. Còn cái đoạn giết nắm đầu nữa. Em bây giờ em ra em nằm xuống đi cho Thọ Mỹ nắm đầu em. Trời ơi, đẻ luôn á. Có đoạn nắm đầu quýnh nữa. Hả? Ừ. Ôi chị ơi, quýnh giả mang lắm. Em coi mà em nổi da gà luôn á. Mà em muốn khóc luôn á, hay dễ sợ. Xuất sắc luôn á chị. Nhưng mà cái đây là một cái vở mà vừa đẩy cao trào dằn xé cảm xúc nội tâm mà vừa có bi hài kịch nha quý vị. Ngay khi Võ Minh Lâm bảo em có thai là vui cả trường quay. Quả khôn. Dạ. Mà chị giữ được chuyện cái tâm lạ, lý. Chị giữ được cái tâm lý của chị mà chị đẩy lên rất là nhanh luôn. Dạ. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện của anh Kim Tử Long. Dạ. Anh Kim Tử Long thì quá nhiều cái câu chuyện để kể luôn, chắc chắn để dành cho người đẹp hỏi anh đi. Dạ, anh nói chung là em cũng rất là nhiều câu hỏi với anh. Thì là anh có rất là nhiều tác phẩm trong đời rồi đó. Thì mà đặc biệt là em còn nhớ là đâu khoảng đầu những năm 1990 thì khán giả coi như là rất là ấn tượng với anh qua cái chương trình là Mưa Bụi. Thì cho em hỏi cái lý do vì sao anh lại lấn sân từ cải lương sang tân nhạc. Và cái bí quyết là anh thành công là gì, cái đó mới quan trọng nha anh. Như nãy anh nói đó, hồi nhỏ 12 tuổi là anh thích ca nhạc hơn là ca cổ. Anh hát là anh hát đi vô trường đó là thầy đồ, với lại ở phường kêu anh lên hát là anh toàn hát nhạc ngoại quốc không à. Bây giờ anh hát thử em câu nhạc ngoại quốc. Hát thử với tên anh ơi. Trời đất ơi, anh mà hát như là nguyên cái trường quay này đi về đó. Không có đâu, em hát mới đi về chứ anh hát là ở lại đó. Ngày xưa đó,
anh đi hát thì anh nghe một cái thời đó là bài bà Hamama nè. Guantanamera nè. Guantanamera đúng không anh? Guantanamera. Hai cái bài hát đó hồi nhỏ anh đi hát đấu cũng được người ta thương hết trơn á. Mà anh đâu có lúc nhỏ đâu có học tiếng Anh tiếng U gì. Nghe rồi hát thôi à. Nhưng mà hát là hát cương không vậy đó. Anh nhỏ anh như con gái vậy đó, trắng bóc à, tóc bùm bê. Anh đứng lên sân khấu anh hát cái là người giới thiệu ra một cái là nhạc lên là anh cầm micro anh nhảy nhún. Ủa, anh không sợ, anh không run gì luôn hả? Làm như ông trời ông bắt anh là đi hát vậy đó. Vậy từ trời. Nhỏ là anh không biết run là cái gì hết trơn. Mà giờ anh làm thử chút xíu đi. Cái là anh hát liền em. Anh hát đi. Làm liền. Guantanamera, em hiểu đúng câu là Guantanamera thôi đó. Anh cầm micro là anh nhún nhảy liền. Guantanamera. 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 Hay quá. Asira Guantanamera. Aguara Sintaramera. Aguantarantaramera. Aguantara Guantanamera. Là cung Guantanamera làm miết nguyên bài luôn vậy đó. Vậy là nguyên bài đó không hết luôn. Anh ơi đất ơi. Cái bài này sao nhạc sĩ họ viết khó vậy? Mà khán giả vỗ tay rần luôn em ơi. Còn ba ha ma ma ba ma 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 ba ha la ma si da da ba chi ba ba ma ba ha ba ma ma ba ha la ma si da ba la ha ma. Ồ vậy mà khán giả vỗ tay rần em nghe cũng vỗ tay luôn nè, hay quá anh ơi. Hồi lúc 12 tuổi sau đó đó, khi mà anh vô trường hồi Trần Quốc Trang anh hát rồi đó, học rồi ra trường rồi, thì lúc đó đó anh nhớ không lầm là năm 94 đang là một cái hiện tượng rất lớn cho nền âm nhạc, đó là chương trình Mưa Bụi. Người đầu tiên mời anh đó là anh Hữu Minh. Một cái cột mốc lần đầu tiên trong cuộc đời của anh được đóng lĩnh vực sân khấu cải lương tuồng cổ, mà đóng chính từ một anh kép nhì, kép ba, anh lên thành anh kép chánh. Và sau đó Hữu Minh mới nói một ngày đẹp trời, nói Long ơi, anh Long ơi, bây giờ em muốn mời anh hát ca nhạc được không? Cái nói trời, anh hát cải lương chứ anh đâu hát ca nhạc đâu, nhưng mà em đang cần một cái người hát những cái bài nhạc hài và những cái bài nhạc hoa lời Việt, anh có làm được không? Nói anh không biết thì em thử thì anh làm thôi. Thì cái lần đầu tiên trong cuộc đời của anh để mà được quay một cái bài nhạc đầu tiên trong cuộc đời của anh mà là ca nhạc đó, đó là bài Lời Cuối Cho Tình Yêu. À, cái bài mà hình như anh hát với chị Tài Linh đúng không? Đúng rồi. Em có coi cái đoạn video đó. Bây giờ thưa quý vị, cái chương trình này là ký ức ngọt ngào cho nên nó hay lắm. Tụi em sẽ đưa quý vị quay trở về cái thời ký ức đó. Hôm nay trên sân khấu này luôn, em đã chuẩn bị nhạc cho anh Kim Tử Long luôn. Không biết là cái bài này nếu như mà Lời Cuối Cho Tình Yêu thì không biết là chị Mỹ, chị có thuộc cái bài này không chị Mỹ? À, chị Mỹ có thuộc. Dạ. Hát hoài à, hai đứa hát hoài à. Sau đó thì chị Mỹ với anh Long cái thời điểm đó, hai anh em mình cũng đi chạy show dữ lắm. Dạ. Và cũng hát bài này nhiều. Rồi lâu lắm rồi, cả chục năm mình không hát lại. Hay quá. Hay quá, vậy trời ơi, mấy cây nữa hả? Thưa quý vị, bây giờ mời phần trình diễn Lời Cuối Cho Tình Yêu của Kim Tử Long và nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ. Yeah. Yeah. Alo, alo em hả? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở đây nè. Anh vậy hẹn hả? Với em mà sao giờ này không thấy anh vậy? Anh xin lỗi nha, tại vì anh mắc đưa bà ngoại anh đi khám bệnh. Rồi. Anh đi trễ chút mà. Thôi, anh tới đi. Anh đừng nói nữa. Alo, rồi cúp máy rồi, trời ơi, alo nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho quá mau cuộc tình. Tình mình rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nhiên anh đi trễ chút xíu rồi. Anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn, lệ sẽ không ước mình. Mỹ à, em ơi, lòng anh đang chơi vơi, tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, vì niềm thương anh ta, cùng những thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút say, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối trở nên âm thầm lãng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho luyến tiếc vấn vương. Đừng đòi chia tay mà. Quên đi duyên xưa từ ly, ta cho nhau lời cuối. Chia tay hoài à. Người ơi, anh phải quên em sao? Hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao ai làm quên. Thôi đừng chia tay nữa nha.
anh hứa với em là lần này anh không bao giờ đi trễ nữa. Anh hứa với em là anh tới đưa cho em tới ký ức ngọt ngào, em ngồi đúng giờ đúng giấc, không bao giờ làm sai. Ngồi đi em. Trời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Bà. Thưa quý vị, trời ơi, em không tin là anh Kim Tử Long anh mùi mẫn đến như vậy. Anh chủ động lên mà anh còn hài nữa. Anh đưa bà ngoại anh đi khám bệnh. Trời ơi, dễ sợ, cưng cưng luôn. Mà duyên anh, duyên dễ. Bây giờ duyên nè, luôn. Nhân đây thưa quý vị, thế hệ tiếp theo em muốn giới thiệu trên cái bài này luôn. Một cặp đôi tiếp theo hát diễn thôi. Đó là Võ Hoàng Yến với lại Võ Minh Lăng. Cặp đôi sống võ nha. Thưa quý vị, trên nền của giọng hát của hai anh chị, nhưng mà cặp đôi này phải diễn lại cái khúc sau. Diễn thôi hả? Diễn thôi. Trời ơi, khó. Diễn cái đoạn đó thôi nha. Và bây giờ cặp đôi song võ, Võ Minh Lâm và Võ Hoàng Yến sẽ tiếp tục đoạn tiếp theo. Sau khi mà chàng trai đã làm cho cô gái huề rồi, cả hai bắt đầu có những tình cảm mặn nồng hơn. Đây là lúc mà cả hai sẽ diễn tả. Và chàng trai dẫn cô gái về thăm bà ngoại. Nha. Bà ngoại luôn. Về thăm bà ngoại. Bà ngoại, đấy, bà ngoại đằng kia nha quý vị. Bà ngoại đằng kia. Lâu nãy bà ngoại đang bệnh đúng không? Bà ngoại đang bệnh cho bà ngoại ho nha. Đúng rồi, bà ngoại ho. Hậu đóng vai bà ngoại cho anh nha. Bà ngoại không cần nói nhiều, ho thôi. Chỉ ho thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đoạn tiếp theo. Võ Minh Lâm và Võ Hoàng Yến. Câu chuyện được diễn ra. Xin mời. Thử thách này là hơi bị bất ngờ nha. Cho em cái đoạn sau đi. Trong kịch bản. Đoạn sau đi, đoạn văn tấu. Trời ơi. Em ơi. Dạ. Về thăm ngoại anh nha. Thôi mắc cỡ quá, mới quen nhau mà. Có gì đâu mắc cỡ. Có anh đây mà lo gì không biết nữa à. Ngoại anh có khó không? Ngoại anh không có khó đâu. Thiệt không anh? Thiệt mà. Dạ, em đồng ý nha. Ừ. Dạ. Em à. Dạ, sao ạ? Hai đứa mình về thắp nhang cho ngoại nha em. Anh ơi, chim trên trời đẹp quá. Em ơi, bà ngoại anh đẹp quá. Thắp nhang cho ngoại nha em. Dạ. Bà ngoại. Ủa sao ngoại còn ho mà thắp nhang anh? Không, thắp nhang cho ngoại. Ngoại anh vẫn còn khỏe mạnh mà, sao em cùng vậy? Thôi ra bắt tay cho Võ Hoàng Yến và Võ Minh Lâm. Em cùng ngoại anh như vậy, không được rồi, anh chia tay với em. Em ơi đừng. Trời ơi. Quá duyên, dễ thương, dễ sợ. Bà ngoại còn khỏe mà đưa lên luôn rồi. Dễ sợ. Nhưng mà một cái màn ứng biến mà không hề tập trong kịch bản, nhưng mà rất là duyên dáng. Vào cái thời điểm đó thì nhà nhà xem mưa bụi, người người xem mưa bụi, và nó đã trở thành một cái chương trình để bảo chứng cho thương hiệu nổi tiếng của các nghệ sĩ vào thời điểm đó. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ quý vị là trên sân khấu ở đây là có hai nghệ sĩ trẻ cũng đang tiếp tục được truyền lửa từ các cô chú anh chị đi trước, đó chính là Văn Hậu và Võ Minh Lâm. Thế thì anh muốn hỏi một chút với Hậu là cái điều gì khiến cho em được truyền lửa để mà có thể tiếp tục cái nghề cải lương, mặc dù là giai đoạn này thì nó thật với quý vị, nó nghe hơi đắng lòng một tí xíu là nó không còn cái thời hoàng kim của cải lương nữa, và nghệ sĩ cải lương thì cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Thế thì cái điều gì đã khiến cho Văn Hậu vẫn tiếp tục cái công việc này, vẫn theo đuổi cái đam mê này? Chắc có lẽ đầu tiên là tại vì là một người con của miền Tây, nên khi từ những lúc nhỏ đó thì cải lương lúc đó rất là nhiều, hầu như là mình bật tivi lên là kênh nào cũng là cải lương hết. Thì lúc đó nó đã thấm vô máu mình rồi, mình đã thích từ đó. Rồi sau khi mà Hậu vào trường sân khấu để học cải lương thì lại được tiếp tục 3 năm ở trường, lại được tiếp tục học cải lương như vậy, thì nó đã hầu như nó len lỏi vào trong máu rồi, không thể nào bỏ được. Đúng là khi thực sự mà khi mà tốt nghiệp ra thì lại không có sân khấu để diễn cải lương nhiều, thì lúc đó Hậu cũng có đi hát nhạc. Nhưng hát mà tân sau, nhạc luôn hả? Đúng rồi, hát tân nhạc. Sau đó thì nhờ cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ thì lúc đó Hậu lại được trở lại. Đặc biệt là riêng cái cải lương đó, mà khi đã thích rồi đó thì cho dù đi đâu nó trở về vẫn là cải lương, trong máu vẫn là cải lương. Rất là may mắn khi mà Hậu gặp thầy Kim Tử Long. Đó, gặp những anh chị đi trước mà lại truyền cái lửa cho mình rất là nhiều. Đặc biệt là thầy Kim Tử Long thì chính vì thầy mà Hậu cảm giác là mình được học nhiều hơn mỗi ngày, rồi lại được tất cả quý vị khán giả yêu thương nữa, biết tới mình nữa. Chúng tôi gọi đó là cái sự truyền lửa đó bạn. Cái người đi trước sẽ tiếp tục dạy cái người đi sau và truyền lửa đó. Tại vì chắc chắn là anh Kim Tử Long ngày xưa cũng đã được những cái tiền bối của mình
cầm tay chỉ dẫn. Và đôi khi là cũng sẽ có những cái lúc mà khó tính hơn, nghiêm khắc hơn đúng với anh, đúng không anh? À, nãy giờ thì rất là nhiều người đã nói về cái câu chuyện của nghề rồi. Bây giờ anh muốn hỏi em một chút là với những cái nghệ sĩ ở trên sân khấu ngày hôm nay á, thì các cô chú em đã từng gặp và diễn nhiều chưa? Và có câu chuyện nào mà vui vui về nghệ sĩ Thoại Mỹ chẳng hạn, em đã tiếp xúc với cô mà em còn nhớ, có thể chia sẻ cho mọi người được không? Suốt hơn 15 năm qua thì em cũng đã từng làm việc rất là nhiều chung với anh Long và chị Mỹ. Ở chị Thoại Mỹ và anh Kim Tử Long có một cái điều mà khiến cho nghệ sĩ trẻ tụi em phải học hỏi, đó là cái sự gọi là tâm huyết với nghề. Lúc nào khi mà tập tuồng chung với chị Mỹ là lúc nào cuốn tuồng chị Mỹ để đầu giường, ngủ xong rồi thức dậy cầm cuốn tuồng học. Nhiều khi là chỉ một cái vật bất ly thân luôn, cuốn tuồng đi đâu là chị Mỹ ở đó đó. Và đó là một cái điều mà em rất là khâm phục ở người nghệ sĩ. Chị lúc nào cũng phải chỉnh chu từng động tác, từng câu thoại và tâm lý nhân vật. Và thậm chí làm việc chung với chị Mỹ anh Long thì mọi người đã chỉ dạy cho Lâm rất là nhiều, để cho Lâm có thể hoàn thành thật tốt cái vai diễn của mình, và để không có bị lọt ra ngoài cái ekip. Và Lâm cũng cố gắng để làm sao mà theo kịp các anh chị, để mà mình có thể mang đến những cái vai diễn chỉnh chu nhất có thể. Vâng, tại vì quý vị cũng thể thấy một bài hát bình thường thì cái lời nó hát lần một, sau nó hát được repeat lại lần hai, được lặp lại lần hai. Và đối với những nghệ sĩ cải lương là họ phải học nguyên một cái bài rất là dài. Hồi xưa chúng ta có cái cụm từ là nhắc tuồng đó quý vị, có nghĩa là có một ông đứng ở bên sân khấu, xong ông nói thật là lớn ra để cho cái người bên ngoài người ta nghe. Nhưng mà bây giờ công nghệ hiện đại rồi, đeo sure máy nhắc rồi, thì nó làm cho nghệ sĩ đôi khi có một số bạn của chúng ta thì các bạn nghĩ là phụ thuộc vào cái điều đó. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ làm mất cái tập trung và cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Nhắc tới vụ đó thì em muốn hỏi chị Mỹ và anh Long một cái điều này là mình đi diễn rất là lâu năm rồi, mấy chục năm rồi, thì có những cái sự cố nào trên sân khấu là kiểu đáng nhớ nhất không? Và mình xử lý nó như thế nào? Tại em nghĩ là rất nhiều người cũng muốn biết điều đó. Anh Long chắc có vài sự cố. Anh Long hồi đó đi diễn với Mỹ vở tuồng Tô Ánh Nguyệt á. Dạ. Rồi cái là lúc đó là anh Long đóng vai chú Bốn, là người ở. Rồi ở diễn thì cái chỗ đó người ta đâu có đạo diễn dựng, đâu có mà ăn uống đâu. Rồi xí soạn cầm cái trái sabuche. Không ai xí soạn à, tại vì khán giả tặng sabuche. Tặng cái trái sabuche đó. Xong rồi diễn vừa diễn đó. Vừa ăn em. Ông nuốt cái hộp hả? Ông nuốt cái hộp xong trận trắng kia luôn nè. Ông diễn với chị xong đứng trận trắng hoài à. Chị hỏi ông trả lời ông cứ vậy hoài đó. Rồi ai cứu ổng? Mà em có biết cái hộp sabuche là nó cái có to, cái nhọn, hộp cái nhọn nhọn, cái đầu nhọn quá trời đó. Mà anh ăn xong nó nằm đây luôn. Rồi sao nữa anh? Rồi anh xử lý sao? Trời ơi, anh móc chảy máu đồ quá trời luôn. Mà nó không ra. Coi như là quyết định là phải về Sài Gòn. Ủa nhưng mà lúc đó là cái lớp đó đang hát đúng không? Đang hát mà anh hát cái bài đó anh nói thôi, anh không có ca. Với lại lúc đó là đóng dây hề. Trong trường Trần Hữu Trang á, là thí dụ như đi biểu diễn phục vụ á, là hôm nay người này đóng chánh thì ngày mai người kia đóng phụ, người kia đóng xe tua vậy. Thì cái hôm đó là anh xe tua đóng vai chú Tư hề, thì ra đó là khán giả mới tặng sabuche. Anh mới lên nói với lại cái người mà đạo cụ á, nói lát đem này ra để người dĩa nha, ngoài sân khấu tôi ăn luôn. Trời ơi. À thế là cái người đạo cụ mới gọt mà không chịu lấy hộp ra. À cái anh ăn luôn. Để ngoài anh thì anh ra anh diễn. Anh diễn nó nói chủ đi hết rồi, ôi dân chủ nhà gà mặc đuôi tôm, cái đầu cái ngồi cầm cái dĩa sabuche lên bỏ nguyên trái vô vậy, nó cái chẩn nằm đây luôn. Trời ơi. Rồi sao đó? Rồi móc chảy máu đồ quá trời nó cũng không ra, cái mới nói là thôi bây giờ để cho anh về Sài Gòn để mà đi bác sĩ. Đâu có, em phải nói tối hôm đó là chuẩn bị đi về, mới là kêu qua quỹ ban ăn cháo gà trước khi về. Trời con nghẹt. Ủa nhưng mà cháu nghẹt rồi, sao cháu gà? Thì đó anh nói em nghe, đứng từ trên sân khấu mà sân khấu nó cao một nhảy xuống chẳng 1m2. Anh nhảy xuống mà cái pin chẳng cái hộp ra. Hộp ra. Nhảy xuống. Học cho nó lăn cái hộp ra. Rồi quá. Đi ăn cháu gà. Đi ăn cháu gà. Đi ăn cháu gà. Bắt xương gà tiếp. Gà cũng tham ăn nữa. Ăn gỏi, gấp gỏi vô nhai nút chận lẹ lẹ. Ôi ra xe. Cầm miếng cháo húp rột. Nguyên cái xương gà, nguyên xương gà nằm đây nữa. Ủa đây để nó thiệt luôn á hả? Nó thiệt luôn cho vào trong đêm luôn. Mỹ ơi, nó còn dưới đây luôn. Cái gì? Thôi nó coi xong rồi anh, em biết xong bắt đầu cái này nó anh nói không được luôn rồi. Bây giờ mọi người mới nói trời, nó mới vừa dứt cái hột sabuche rồi bây giờ gà thiệt không vậy? Có thiệt giờ 6 giờ cơm hả? Mà ông ra bắt đầu kêu nuốt bánh mì,
rồi nghĩa là nhưng mà cái xương to không anh, thì nó cái nhỏ xíu à, à. Mắt nó gặp cái bể á là nó rớt trong cháo, nút hoài nó không ra, nút hoài nó không chịu xuống mà nó cũng chịu trồi ra nữa. Cái bắt đầu cái trong nó có cái chị Năm á, chị Năm là má của vợ Hoài Phương nhắc Tuồng á, mà nó mày kiếm đứa nào mà nó đẻ ngược á, vuốt nó một cái là bắt đầu đi hỏi có đẻ ngược không, hỏi tá lão mình nguyên trong đoàn. Cuối cùng có một người khán giả vô lại vuốt thôi, 10 phút sau hết em. Ủa thiệt luôn anh, wow, những người đẻ ngược đó em là tôi vuốt cho mình cái đó là thiệt. À, thưa quý vị, ngày hôm nay thật là thú vị khi nhiều câu chuyện lần đầu tiên được kể trên sân khấu của chúng tôi về chuyện đời, chuyện nghề và cả những sự cố của họ đã mang đến những cái phút giây cảm xúc cũng có, lắng động cũng có và thậm chí vui vẻ cũng có. Không biết là với Yến thì ngày hôm nay thì em cảm thấy thế nào? Dạ thì nghe mà ngày hôm nay được mời vào vị trí là MC thì đầu tiên là em rất là hồi hộp ạ. Hôm nay em lo dữ lắm, tại vì đó giờ em chơi game show hay là em làm nghề thì là một cái công việc khác. Ngày hôm nay ngồi đây nói mà nhiều khi không biết nói gì luôn á. Nhưng mà khi mà được gặp chị Thoại Mỹ, anh Kim Tử Long và Võ Minh Lâm và Văn Hậu thì mình cảm thấy là mình gần hơn vào cái tuổi thơ. Tại vì đối với em ngày xưa, tuổi thơ, hồi xưa em về quê nội em á, em cũng là một trong những đứa mà lóc khóc bắt ghế đẩu chạy ra ngoài đình, ngoài ngồi, ngoài ngoài, xong rồi bắt ghế là đứng coi. Coi ké em đâu cao có bắt ghế, hồi nhỏ em đâu có ngồi đâu có xíu à anh. Đi mình ra trễ là người ta ngồi hết, là mà người ta đứng hết là mình đâu có thấy đường đâu. Bắt cái ghế đậu đứng ngồi coi ké nè, không có tiền. À như vậy là chiều coi cao cợp của em phát triển từ ngày xưa là cho những lần vậy muốn người lên coi ké đó à. Không có tiền keo không mua vé đó. Cho nên là ngày hôm nay em cảm thấy là ký ức được ùa về và em tin là quý vị khán giả cũng sẽ như vậy. Vâng, cảm ơn Yến rất là nhiều và thật sự là rất là cảm ơn hai nghệ sĩ của chúng ta, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đã kể những câu chuyện của mình, và đặc biệt cũng cảm ơn hai bạn nghệ sĩ trẻ, cảm ơn Văn Hậu và cảm ơn Võ Minh Lâm. Thưa quý vị, ký ức là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi một người, và những cái chặng đường mà chúng ta đã đi qua nó sẽ là những cái dòng nhật ký tuyệt vời nhất để khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta đã thấy tôi sống tuyệt vời với thanh xuân và đam mê của mình như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ký ức ngọt ngào của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình Ký ức ngọt ngào được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MT Picture thực hiện. Một lần nữa xin được cảm ơn các nghệ sĩ tham dự chương trình này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.